Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu hoa 5 cánh dùng để trang trí như thế này. Thì ở mẫu hoa này các bạn có thể trang trí cho nhiều sản phẩm khác nhau như là giày, nón, áo, vân vân để cho sản phẩm của mình nó thêm xinh xắn nha. Thì dụng cụ mình gồm có lem miêu cô tông, kim móc mình sử dụng kim móc 2 đầu dùng đầu số 4. Hoặc nếu không có mẫu kim này, các bạn cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có đầu kim nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len như thế này nha. Ta cũng có thể sử dụng đầu kim lớn hơn để cho hoa của mình nó được mềm mại và kéo các len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc hoa. Đầu tiên tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên một sợi dây móc xích dài 8 mũi móc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Khi được 8 mũi móc xích liên tiếp, các bạn móc tiếp cho mình vào cái chân móc đầu tiên mà ta móc này nè. Đây, móc cho mình vào cái nút ta tạo đầu tiên này một mũi dời. Thì như vậy là mình đã tạo được cái nhụy hoa nè. Từ đây móc lên một dây móc xích dài 5 mũi móc. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó đâm kim vào vòng tròn mà ta vừa tạo. Các bạn đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi kép đơn. Móc lên 2 mũi móc xích. Tiếp tục móc vào vòng tròn vừa tạo thêm một mũi kép đơn nữa. Móc lên 2 mũi móc xích. Tương tự móc tiếp vào đó mũi kép đơn thứ 3. Móc lên 2 mũi móc xích. Tương tự móc vào đó mũi kép đơn thứ 4. Móc lên 2 mũi móc xích. Lưu ý khi móc vòng tròn các bạn sẽ giấu len cho mình vào trong mũi móc luôn nha, để khi cắt len không phải giấu len nhiều. Sau đó lần lượt móc cho mình vào cái vòng tròn này 9 mũi kép đơn, tính cả các cái mũi kép đơn mà ta vừa móc nha. Xen kẽ là 2 mũi móc xích. Tiếp tục mũi kép đơn thứ 6. Lên 2 mũi móc xích. Kép đơn thứ 7. Lên 2 mũi móc xích. Kép đơn thứ 8. Lên 2 xích. Kép đơn thứ 9. Như vậy là mình vừa móc được 9 mũi kép đơn, xen kẽ là 2 mũi móc xích nè. Vào cái vòng tròn này, tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Ở 5 mũi móc xích mà mình gây nên đầu tiên, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc xích thứ 3 nha. 1, 2, 3, đâm kim vào chân móc xích thứ 3 này và móc vào đây một mũi dời. Móc lên 3 mũi móc xích. Khi hoàn thành được cái vòng tròn đầu tiên của chân đế hoa, thì cái vòng tròn này nè, ta có giấu sợi len thừa vào trong mũi móc, khi cắt len không phải giấu len nhiều. Thì sợi len thừa đã được giấu vào trong mũi móc như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lên cánh hoa. Tính luôn 3 mũi móc xích mà ta vừa gây nên là một mũi móc. Tiếp tục móc cho mình 4 mũi kép đơn nữa vào thân móc xích ở dưới này. Các bạn móc cho mình vào cái thân móc xích này, gặp đôi phần nhụy hoa lại. Sau đó móc vào cái thân móc xích này 4 mũi kép đơn nè. Đây, các bạn sẽ móc cho mình vào cái thân móc xích này 4 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba và kép đơn thứ tư. Như vậy là mình được 5 mũi móc ở nửa cánh hoa đầu tiên. Để tiếp tục gây nên nửa cánh hoa tiếp theo, các bạn sẽ móc cho mình vào cái vòng tròn mà ta tạo đầu tiên nè. Đây, đâm kim cho mình vào vòng tròn này, sau đó móc một mũi kép đơn. Ta sẽ đâm kim vào vòng tròn và khoảng cách giữa hai mũi kép đơn phía trên nha. Đây, đâm kim như thế này cho mình và móc vào đây một mũi kép đơn. Từ đây tiếp tục móc cho mình vào cái mũi kép đơn ở phía sau nè. Cái mũi kép đơn kế bên cái mũi mà ta vừa móc á. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái thân của cái mũi móc này. Đây, cái thân mũi móc này. Móc vào cái thân này cho mình 5 mũi kép đơn liên tiếp. Kép đơn thứ nhất.
Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Và kép đơn thứ năm. Như vậy là ta được nửa cánh hoa. Tiếp tục mũi móc tiếp theo, các bạn sẽ móc cho mình vào hai mũi móc xích, là khoảng cách giữa mũi kép đơn mình vừa móc và cái mũi kép đơn kế bên này. Móc cho mình vào cái khoảng trống này một mũi kép đơn. Đây, cái khoảng trống này nha, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục móc vào thân của mũi kép đơn kế bên. Đây, các bạn sẽ móc cho mình vào đây 5 mũi kép đơn. Đưa kim như thế này nha. Đây, đâm kim vào cái thân chân móc này. Sau đó móc vào đây 5 mũi kép đơn liên tiếp. 1 2 3 4 và 5. Ta được một cánh hoa thứ nhất có độ cúp lại như thế này. Và để kết thúc cánh hoa này, sau đó móc lên cánh hoa tiếp theo, các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình vào cái vòng tròn mình tạo đầu tiên á. Đây, đâm kim vào vòng tròn mình tạo đầu tiên và chính giữa của hai mũi kép đơn ở bên cạnh này nè. Đây, đâm kim vào vòng tròn đầu tiên này và chính giữa của hai mũi kép đơn và móc một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục móc tiếp cánh hoa tiếp theo thì các bạn cũng móc cho mình vào cái mũi kép đơn kế bên. Đây, cũng móc cho mình vào cái mũi kép đơn này 5 mũi kép đơn liên tiếp. 1 2 3 4 và 5. Ta được nửa cánh hoa tiếp theo, tiếp tục móc cho mình vào khoảng trống giữa hai thân kép đơn mình vừa móc và thân kép đơn kế bên, là hai cái mũi móc xích này nè. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống này một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục đâm kim vào thân chân móc kế bên của phần nhụy hoa, đâm kim vào đây cho mình và móc vào cái thân chân móc này 5 mũi kép đơn liên tiếp. Móc vào đây 5 mũi kép đơn liên tiếp. 1 2 3 4 5. Ta hoàn tất được cánh hoa thứ hai. Đây, hai cánh hoa của mình nó sẽ có cái độ cúp lại như thế này. Ở hai bên cúp lại với nhau. Để kết thúc cánh hoa thứ hai và tiếp tục móc cánh thứ ba, các bạn sẽ móc tiếp cho mình một mũi kép đơn vào cái khoảng trống này, cái nhụy mà mình tạo đầu tiên á, và chính giữa của hai mũi kép đơn nha. Móc vào đây một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục móc vào thân chân móc kép đơn tiếp theo nè. Đây, thân chân móc tiếp theo này các bạn sẽ móc cho mình vào cái thân chân móc này 5 mũi kép đơn tương tự. Giống như các cánh hoa mà ta vừa móc nha. Cũng móc vào thân chân móc này nè, đâm kim vào cái thân chân móc này và móc vào đây 5 mũi kép đơn. 1 2 3 4 và 5. Khi được nửa cánh hoa tiếp theo thì tiếp tục móc cho mình vào khoảng trống giữa hai cái thân chân móc này, ta sẽ đâm kim vào cái hai cái mũi móc xích này nha, móc một mũi kép đơn vào đây. Sau đó tiếp tục móc vào thân chân móc kế bên ở phía dưới này, móc vào thân chân móc này 5 mũi kép đơn tương tự. Đâm kim như thế này, sau đó móc vào đây cho mình 5 mũi kép đơn tương tự liên tiếp với nhau. 1 2 3 4 và 5. Ta hoàn thành được cánh hoa thứ ba với 11 mũi móc như thế này. Và nó cũng có cái độ cúp lại như các cánh hoa trước. Tiếp tục móc vào vòng tròn ta tạo đầu tiên, móc vào cái nhụy hoa này nè, đâm kim vào nhụy hoa này, đồng thời đâm kim cho mình luôn vào giữa của hai thân chân móc phía trên á. Đây, các bạn sẽ đâm kim như thế này và móc vào đây một mũi kép đơn. Tương tự cho cánh hoa thứ tư, cũng móc vào thân mũi kép đơn tiếp theo ở phần nhụy này nè.
Đâm kim vào thân chân móc này và móc vào đây 5 mũi kép đơn. Sau đó đâm kim vào khoảng trống của hai mũi móc xích này và móc một mũi kép đơn. Di chuyển kim vào thân chân móc kế tiếp ở phần nhụy và móc vào đây 5 mũi kép đơn nữa. Móc vào đây 5 mũi kép đơn. Ta hoàn thành được cánh thứ tư. Tiếp tục để kết thúc cánh thứ tư này cũng tương tự móc cho mình vào vòng tròn ta tạo đầu tiên và chính giữa của hai mũi kép đơn phía trên này. Đây, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn để kết thúc. Thì lúc này ở phần nhụy hoa sẽ còn dư ra một mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc tiếp cho mình vào cái thân mũi kép đơn này 5 mũi kép đơn tương tự như các cánh hoa mà ta vừa móc. Đồng thời móc luôn vào khoảng trống giữa hai mũi móc xích một mũi kép đơn nữa. Như vậy là mình vừa hoàn tất được nửa cánh hoa còn lại để ghép với nửa cánh hoa đầu tiên mà mình gây nên ở đây. Sau đó tiếp tục ở cái dây móc xích 3 mũi móc của nửa cánh hoa đầu tiên nè, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc thứ ba. Đây, chân móc thứ ba, 1 2 3, đâm kim vào chân móc thứ ba và móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo vào các len. Thì ta hình thành được 5 cánh hoa đều nhau và cúp lại như thế này. Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Sau khi giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình vừa hoàn thành được mẫu hoa 5 cánh với cánh hoa cúp lại và đều nhau như thế này. Thì đối với mẫu hoa này các bạn có thể dùng làm phụ kiện trang trí cho giày, nón hoặc áo. Ở đây mình có trang trí lên chiếc giày như thế này. Thì mẫu giày này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước, mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để trang trí cái mẫu hoa này lên sản phẩm nha. Thì mẫu hoa của mình ở phần dưới đế nó có cái độ cúp lại nè. Đây, cúp lại như thế này. Các bạn sẽ lật cho mình cái vòng tròn mà mình tạo đầu tiên này nè. Sau đó sẽ dùng keo nến hoặc là kim khâu để khâu cho mình cái phần nhụy này vào sát trong cái phần thân của sản phẩm á. Đây, vào sát sản phẩm như thế này thì ta sẽ tạo được cánh hoa cúp lại và đều nhau nha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn một mẫu hoa 5 cánh dùng để trang trí lên sản phẩm như thế này. Chúc các bạn thành công!